Kệ bánh chấm phục vụ mọi người kìa, đồ nhắm đâu. Trời ơi to, mọi người coi nè, mất. Nó đi mời người ta ăn đi. Mời gì vậy? Nó mời ta ăn mà nó đi hay có một cái bịch nè, một bình ấm tướng. Dạ con mang 4 bình 3 hết, 3 bịch rồi ba. Cái tủ em nghĩ tủ nó khi nói chuyện nó mẹ hả mà nó khó chịu lắm. Chạy ra nhìn nó không có để gặp nó không có nói gì thì biết học hành chán nản quá. Trời ơi, sao không có gì ăn hết vậy? I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high. I come... Cái thành quả của việc đặt tiền á ba. Mày á, thấy không, mày nạp nhiều vô. Ừ, thấy không, mày nạp tiền vô, mày mua mấy con manh mạnh vậy nè. Đánh nó mới dữ. Nạp bao nhiêu vậy? Nạp hả?
ít cũng nhiều lắm đâu, mấy trăm là được rồi. Tao cái gì tao nạp cái gì. Ừ nạp đi chơi cho nó mạnh, tội gì. Dạo này học hành sao rồi mày? Sáng học thì đó, dạo là tao thấy mày là hay chơi game nhiều lắm á. Giải trí mà làm chơi vậy. Giải trí gì? À đây thì tháng nó là đưa luôn để chủ nó ta đi tiền tiền này là để mua sách mà học đi á, phải mày lấy mày chơi game chứ có đứa đâu á. Thằng nhân cư đạo mấy trăm là mạnh lắm rồi, mình là 1 triệu luôn, chắc là bá đạo lắm. Vô thôi. Yeah, thắng rồi. Đúng là mày chỉ là con gà thôi Nhân ơi. Có tiền có khác. Ơi cho tao mượn sách coi chứ, tao cũng quên sách nhà. Ủa sao giờ này mày quên sách hoài vậy? Tao mua mà tao quên đem gấp quá mặc dễ với mày luôn. Mày quên gì mà quên hoài vậy trời. Chết cha rồi, toàn thấy game không, lấy gì mà ăn đây trời. Đố kiểu này sức đâu mà cày đây. Sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây sống không nhà không người thân. Mày câu tối mày tiền hát gì đâu, rất là sai. Qua mà bữa nay biến đâu sao không thấy? Còn kẹo của tao mày tính làm sao? Giờ mày tao kẹp theo mày. Không có kẹp gì á, cái nào? Tao... Mai mày phải trả cho tao. Tao không cần biết, đó. Tao không cần biết. Mai mày không trả là mày biết có chuyện á. Họ nói tao biết mà. Thank you.
sao ta? Có tiền rồi không biết có nên trả nhân không? Giờ có con tướng mạnh quá, không mua uổng lắm. Dù sao nó cũng bạn bè không, không lẽ nó quánh mình. Thẻ game. Thằng nhân. Thẻ game. Cái mẹ nhân đi. Trời ơi, bữa nay sao nó đen dữ nè. Nạp tiền vô quánh mà toàn thua không. Thôi về nhà luôn. Đừng quánh nữa mà, cái này em trả cho mà. Tao nói chứ nha, 10 ngày nữa phải trả tiền tao á. Không á, thì lần sau không đơn giản đánh này thôi. Mà cho tao ra sư miếng tiết canh á. Giờ đang chơi đấy mày. Biết tin gì chưa? Gì? Nhìn đi mày. Quay. Tiếng mày, bạn mày kiếm ở dưới kìa. Em giờ không muốn gặp ai á, em kêu về đi. Lớp trưởng mày tìm á. Gì, lớp trưởng hả? Rồi anh kêu đợi chút để em xuống liền. Thằng hả? Bạn tìm mình có gì vậy? Không, lại đây không ngồi xuống này, ông nói chuyện với tôi chút coi. Nhanh đi, ông hôm qua ông không đi học lớp á. Thì tôi với nó là các bạn, nó biết hết rồi. Tôi bị xấu hổ nên tôi nhớ gần đây. Ai đi đậu, tôi đi lớp rồi. Tôi thấy cái sức học của ông á, nếu mà không bị dính vào game á thì không có thể đi đậu đại học rồi. Nhưng mà lại ông bị thằng ông rủ ghê, nên mới ra ông nổi này. Thì thôi á, ông cứ nghĩ là ông nên đi lại đi. Ông phải có cái quyết tâm trong người chứ. Cố gắng lên thì tôi và các bạn sẽ giúp đỡ ông. Tôi thấy cái chơi game á, nó có nhiều tác hại lắm. Tốn thời gian nè, rồi tiền bạc nè, rồi xin ảnh hưởng sức khỏe, rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập đó. Nên bây giờ ông mới ra nổi như thế này. Vậy ra ông suy nghĩ đi, tôi nghĩ là ông nên đi lại đi. Nếu mà ông chăm chỉ học á thì năm sau chắc là ông đậu đại học được á nha. Bây giờ trễ quá rồi, tôi về đây. Ông ở nhà ông cứ suy nghĩ rồi tôi không nói ngay đi.
vô đây nói chuyện với mày. Mày thấy không, mày có những đứa bạn tốt như vậy mà không biết tập tập, lại đi theo cái thằng nhân vớ vẩn á, chơi game mê là tới nỗi bây giờ thì đó đẹp, mày thấy chưa? Tao là tao biết mày cầm tiền mày nạp thẻ nha, mày lấy cái tiền đi mua sắp đi nạp thẻ mà không im lặng, tao không nói, tao chưa nói với ba đâu. Mà thôi, tao cũng không có phản lỗi là gì. Thời gian vừa qua là tao cũng bận nên tao cũng không quan tâm đến cái việc học của mày. Giờ là bắt đầu giờ là phải lo học đi. Tao sẽ quan tâm nhiều hơn với bài vở mày. Rồi đừng có chơi game nữa. Rảnh thì chơi thể thao cho nó có sức khỏe. Em biết lỗi của em rồi. Em hứa là em bố em sẽ học tập thật tốt để thi đậu làm sao. Ừ. Còn ngày vậy tao mới vui. Nhớ là bỏ game nha mày. Dạ. Thôi, bây giờ rồi hôm nay không cần thiết gì hết. Tao mày lâu lâu đi ăn bữa đi. Ha. Đi. Hay điểm được. Giờ sao ta? Có nên đi không đây? Mình đã dứt khoát bỏ đem rồi mà. À, không đi đâu nha. À, sao vậy? Rồi tới ngay. Mơ màng gì vậy mày? Rồi, đâu kìa. Nhớ lại cái chuyện trước hay tội lỗi quá. Thì không vậy hay là nghĩ đến tính em. Rồi yêu ngồi kế bên đi nha. Thôi giờ đậu em học rồi kìa. Cài đám vô đi. Vô nè. 1, 2, 3, vô.